Thành Cò xin chào bà con mình nha. Thành Cò đi review cái dãy nhà trọ ngay chỗ sông Thanh Hà nè, ngay cảng Thanh Hà, ngay ủy ban nhân dân xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngay đường 1B nè. Đây sông Thanh Hà nó băng ngang đây. Đây cái dãy nhà trọ mình đây nè. Tổng thể của mình là 5 căn. Cái căn đầu thì người ta làm ngon lắm để chủ người ta ở, còn 4 căn kế bên thì cho thuê. Mặt tiền đường nhựa công vụ luôn. Đây đi 150m ra đường Nguyễn Hữu Trí nó dài đây nè. Đây thì Nguyễn Hữu Trí nó dài. Chỗ này thì nó gần ủy ban xã Thanh Phú, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đường cảng Thanh Hà. Này mặt tiền của nó được tới 19 mét lận nha, hướng bắc. Chỗ mình là tính nó trong từ cái mí lề đó đó đi vô là trên thổ mình là 7 mét. Ở đây là cái ranh của đường bờ đê. Đường bờ đê đang làm chuẩn bị làm ra tới đây nè, đây thẳng qua bên kia. Còn đường bờ đê bên đây mới làm xong. Đường này thì chạy thẳng đi về tới bên chỗ Mỹ Yên luôn. Đường bờ đê nè, chạy thẳng tới chợ đời chỗ Mỹ Yên ở dưới đó. Đây đường bờ đê bên đây mới làm xong. Ngay này sông Thanh Hà nha, nhánh này nhánh sông Thanh Hà. Đó, đoạn sông Thanh Hà bên đây thì lớn. Đoạn bên đây bắt đầu nhỏ dần. Đường này chạy thẳng này lên thành phố luôn nha. Ở đây cách bên Bình Chánh cái chừng 3 cây số tới rồi. Đây nè bà con, đó căn nhà của mình kìa. Đó, căn nhà của mình phần đuôi đó, đi ra tới đây, ngay chỗ cây trứng cá. Ở đây phần này phần nhà chủ ở. Còn cái nhà trọ thì 4 căn đằng kia nha, 4 căn kia là nhà trọ. Chuẩn bị người ta cũng đang làm chuẩn bị làm bờ đê đây. Mai mốt thì mình có view sông luôn nha, có bờ kè kế bên luôn. Ở đây đang cho thuê một phòng như vậy là 1,8 triệu, 4 phòng. Và có một căn thì chủ đang ở. Chủ đang kêu giá là 2,2 tỷ thương lượng nha. Tổng diện tích của nó là 140 m². Có 16 mét đất thổ cư, còn lại là 124 mét đất trồng cây lâu năm. Đây là ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Rồi bà con mình có nhu cầu thì alo cho Thanh Còi nha. Số điện thoại là 078 666 8368. Rồi, Thanh Còi xin chào.